nếu bạn muốn mua Yubút giá rẻ chất lượng an toàn thì đến ngay shop Kira Supermarket, thì shop này hiện tại đang bán Yubút 120R, Yubút chính hãng nè, cũng như là Premium và cày thê các loại game hot nhất hiện tại ha, và cũng như là bán game pass luôn ha, thì shop mới mở các bạn ủng hộ shop ha. Nếu có gì thắc mắc á, thì hãy nhắn tin cho chủ shop, nhắn tin bằng Messenger ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, chúng ta bắt đầu vào video thôi. Ok, và hello xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình, thì mình là Hover Man đây, mình đã quay trở lại đây, thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với kinh lửa gác sĩ ơi nhầm kinh Legacy. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi trở lại với kinh Legacy mà mình đã mua và sở hữu Kairuru. Và Kairuru đây mình luôn Kairuru kỳ là cây của Sabo mà dạng Common đúng không ta, cái đó cây Sabo đúng không ta? Đúng rồi, cây Sabo mà sao sẽ dạng Common gì kìa, cây Sabo phải mạnh mẽ dạng Common chán rồi vậy. Thì mình đã mua cái Haki bao nhiêu lộn nhầm mình đã mua Kairuru ở trong kinh Legacy Kinh Legacy em. Thì đây là chi tiết và họ dáng của Kinh Legacy Kairuru đây ha. Thì mình thấy đó, đầu cái phía đầu trên đây nè thì nó rất là đẹp luôn ha. Ôi ơi, nhìn chất lượng trên nè, nhưng mà cái thằng ở dưới thì nó xấu quá, kiểu nó bị vẽ nó bị mờ đi ấy. Vẽ nó bị mờ đi á, rất là xấu luôn mọi người. Không biết bộ hồi chính thì nó có đẹp không nữa. Ồ, bộ hồi chính thì cũng như bình thường thôi, chỉ có đồ hồi đẹp là nhờ cái kia thôi mọi người. Ôi cái đèn này, cái này thì nó chi tiết nhìn nó đẹp hơn nè. Còn cái này thì nó bị mờ mấy gì, kiểu mà bị mờ ấy, nhìn dáng nó mờ quá. Đây, và cái chém thường của nó là như thế nào đây, chém này. Ồ, chém không bị delay giống như kiếm kia hả, nhưng mà chém chậm hơn. Mình thấy nó chém chậm hơn mà. Nè. Ui, hết bóc một cung xa chứ bộ. Mà hết bóc không xa bằng cái kia, không có ngon bằng cái kiếm kia. Nhưng mà đam thì nó lại to hơn cái kiếm kia rất là nhiều luôn rồi ạ. Nó không chém nhanh bằng cái kiếm mà mình mua Sahamara Kai Dodemon gì đó không biết là quên bà tên nè. Nó thì cái kiếm này với giá là 1 Kaiju ha. Mình sẽ làm clip thức tỉnh chắc quỷ ô nhầm. Thức tỉnh Kairuru V2 cho các bạn xem ha. Ôi dồi, mình đánh mấy con thiền ma quán không ra cái 0.33% để mình đi thức tỉnh nào. Ôi lộn, thức tỉnh gì quên rồi, thức tỉnh vô luôn. Ồ quá, liệu các bạn thông cảm ha. Dạo này hơi lú, dạo này hơi lú, các bạn thông cảm cho mình em. Đó mới chưa chết của Kairuru thôi. Ô wow. Ôi nhìn kìa. Ui. Ui rồi. Ui chữ thì sai vậy. Ồ mình thấy nhìn chữ lại là nó xa lắm mọi người. Nhìn nó ông ma Canada lắm. Đâu rồi, chữ chết coi. Chữ chết thì nó sẽ đánh ra liên tục một cái đường chém xanh đen này, nó sẽ chém vào tay cái đối thủ ha, làm cho đối thủ không thể di chuyển được. Ồ di chuyển nó mình là bị đẩy lùi ha, chứ không phải là nó khống chế. Không phải khống chế, không biết là đánh vô player nó có khống chế hay không, nhưng mà mình thấy đánh vô con này thì nó chỉ để lùi thôi, chắc là nó sẽ ru ru su ru được các mọi người. Thì các bạn có thấy là chữ X nên vừa dùng rồi đó, các bạn chưa thấy rõ ha, mình sẽ làm lại các bạn xem ha. Chữ X là đánh nhập đường kiếm xanh, chém nhau một đường kiếm chứ nhầm, đánh gì, đánh này nè. Chém nhau một đường kiếm xanh nè. Các bạn sẽ gồng cổ tay hít cơ mông chém nhau một đường xanh. Ui ôi 20k đam, không phải 10k đam, chắc là 10k đam, chém hai đúng hai người nên 20k. Ấy đạn thiệt ha. Ui nãy giờ chưa có đam nữa. Rõ rồi. Thôi để mình giết hai con này xong coi là đam bao nhiêu luôn ha. Khó. Chết đi ha ha ha. Cái đánh thường của nó là bao nhiêu đam đây? Là 4100 đam ha. 4100 đam luôn ha. 41000 chưa bật haki mà 4100 đam, đúng là gì? Đúng là cái Aduru áo dịu thiệt chứ. Mình chưa nâng mát nâng mát, mình chưa có nâng mát thì tắt thì phải. Đúng rồi, mình chưa có nâng mát tắt sự quát tắt thì quốc luôn rồi, mà đam nó kiếm lên là 4k rồi. Không biết gì sao nó còn mạnh hơn cỡ nào nữa. Không biết up lên V2 nó mạnh hơn cỡ nào mọi người ạ. Không biết là V2 nó có up nó có tăng đam hay không ấy. Kiểu rồi sơn màu tăng đam mọi người. Nó với chi Z ha, có chi Z hết nó nhiều đâu. Ui đam ấy giật lên nhìn đã thì mọi người. Ui một chiêu chết là 2727k đam luôn, gần là gần 28k đam một chiêu chết. Rồi nó ảo hết ảo mắt Canada vậy. Ui nó vậy là hơn cái chiêu kia rồi, hơn cái chiêu của Musashiramasaka gì đó. Ui mệt quá. Murasamaka gì đó. Cái tên nó khó đọc ghê luôn ấy. Ủa ra giờ mình đặt cái tên nhìn chán đi chứ. Rồi tên chiêu ít ha. Rồi như nào này. Bùm. Chiêu ít thì lại có 10k đam thôi, nhưng mà chỉ chém nhanh một đường ha. Nhưng mà cái đường chém này nó không phải là tầm thường, cái đường chém này còn nó xa, nhìn nó xa kinh khủng rồi. Nó xa y như cái map vậy mọi người.
nè nè coi coi nè, nó chém tới cái kia luôn mày, mày tin không? Thấy không các bạn, nó chém tới đó luôn á, ảo thiệt chứ, chém vô luôn, chém gì sai chứ. Mình đề nghị là xử lại là cái gì chém xa nên nó tăng đam cho cái kiếm này luôn nha, tăng đam cho chuyết đi nha, chém xa vô vô dụng lắm. Nếu mà các bạn đối với các bạn BB thì nó rất là ngon ha. Ừ, chắc chắn là như vậy, nhưng mà mình không thích BB các bạn, mình là người dân lương thiện đẹp trai. Thấy mình đẹp trai, ôi ôi mặt đẹp trai thế chứ lì. Đây bây giờ mình sẽ bật Haki lên và có đam bao nhiêu ha. Chép ô chép bình thường là 4-5 đam, vậy là tăng khoảng 400 đam mọi người. Wow, được thật sự anh em ạ, được thật sự, nhưng mà chém hơi lâu à. Mình chém nhanh, nhanh tí nữa là lụm lúa luôn á, lụm lúa cái cây đu đu để đi chém vô biển là gọi là best, best step luôn á. Nhưng mà cái cây này thì nó không, tại không có chiêu lỗi của bull down á, lỗi bull down lên một Z mà nó bị lỗi hitbox á, nó bull down lên 100 cái mấy down giống như mấy cái kiếm kia ha. Đây, có chiêu Z, bây giờ mình có chiêu Z bao nhiêu down, là hồi nãy là 20 mấy cái down, 27 gần 28 cái down, bây giờ như đây. Ủa đam nó giật kìa, nhìn đã thấy chưa. Ui bây giờ lên 29k đam mà, 29.500 đam, 29k.500 đam. Ui dồi ôi, thôi này thôi, đam này ảo thế. Đâu 29k.5 đam á, đâu, chuyển coi. Chỗ rồi, à vậy là 12k đam á, 12k đam ha. Chứ ít thì 12k đam thì nó cũng không có cái gì hết, bực haki nó không có cái gì đâu. Nó chỉ là chủ yếu là tăng đam cho bên mình thôi. Wow, 29k đam hả, đâu lấy kiếm mua xe ra coi mình chưa chết không bao nhiêu đam đó. Rồi cái gì có mấy k đam vậy, cái gì có 2k8 vậy, ô có 2k có 2k đam mình quả đạn thì, nhưng mà cái thay vì 8 nó yếu, nhưng mà năm chín yếu nhưng mà chém này nó nhanh lắm mọi người. Nếu các bạn nhận đi đánh boss hoặc là đánh vô biển ấy, thì kiếm này gọi là best, best test luôn ấy. Rồi đó các bạn nè, và sau khi các bạn đủ thanh niên này nó sẽ bật cái lửa lên kiếm của mình, mình chưa nói cái video trước ha, và nó sẽ tự động lướt tới đối phương thì đánh xét thứ tư là sẽ tự động lướt tới đối phương và đối phương nó sẽ sấy một cái đường sấy lửa ha, nhìn đẹp lắm mọi người. Chắc gì đẹp luôn, đợi có gì mình dịp sau mình review cái full chill luôn ha cho các bạn xem rõ hơn. Rồi mình lần này mình chỉ nói về chủ yếu về Yuru thôi mọi người. Đâu càng ru ra khe tí nữa. Mình có nói nữa, có hỏi tiếc ở đây là có một con mắt ở trên đây nè, sau khi thức tỉnh thì con mắt này nó sẽ rất là đẹp luôn ha mọi người ha, nó sẽ di chuyển các kiểu luôn ha. Còn lần này thì nó chưa di chuyển mọi người ạ, thấy là hơi buồn một xíu. Và cái cây ru này thì hỏi tiếc thì nó không nhìn đẹp lắm, với lại cái kiểu mà aura, cái aura của kiếm á nhìn trông khá là dị hợp á, kiểu nó không có đều á mọi người. Nó nhìn cái này nè, nhìn cái kiểu thắng này nè, nó không lại đẹp, nó hơi đẹp thôi, nó không có đẹp, nhìn nó kiểu gì dĩ sao mọi người, các bạn có đồng ý không? Chứ mình thấy nó hơi dị ha, nếu các bạn nào thích thì các bạn thích thôi, tùy ý mọi người ha, mình cũng hơi trách ai được. Ok, và video này đến đây thôi, nếu các bạn thích video này, like, một share, subscribe cũng như là cái channel của mình và giúp mình lên 15k sub sớm nhất có thể nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. See you again, bye bye.